Rồi, Crash Enikei. Đây nhân vật chính của chúng ta nha các bạn. Lúc đầu mình nhìn mình cứ tưởng là nam cơ, ra lại là nữ các bạn ạ. Option nào? Control trước đi. Cái bar mapping. Tỏ một nút này các bạn. Học xuống nhá. Mouse and keyboard. Keypad. This one. Xin chào phụ nữ. Đi bụi lâu hết á, căng vậy. Cho cái Ultra xem nào. Ây, quên mất, ấn nhầm rồi. Audio. Headphone. Mình đang chơi bằng hoa các bạn ạ. Năng phép nhỉ? Rồi, đại khái vậy thôi. Chúng ta sẽ vào game thử xem thế nào nhé. Mình sẽ chọn chế độ đó là hát đi. Phần 1, phần 2 mình đã giới thiệu với các bạn rồi nhé. Các bạn có thể download về để chơi. Và đây là phần mới nhất của Dishonored. Như vậy. My name is Billy Lurk, though there aren't many people who remember. For years, every night for weeks, the same terrifying dream. A street fight. I've been searching for months. I know you're here, Dowd. Somewhere. This station hasn't been used for years. Hiding the dreadful whale wasn't easy, but it's safe so far. Ai ô, bơi được à? Hay nhờ. Sao lại lên? Rồi, mình bị kẹt rồi, sẽ leo lên chỗ này rồi. Vẫn ở dưới đấy à? Vẫn còn cái gì đó dưới này nữa mà mình chưa khám phá. Press the open door unit and go construct. Ok. Hệ thống nhiệm vụ. Spying, picking pockets. Ấn gì là mở hệ thống nhiệm vụ nhé các bạn. It. It can keep me afloat. À, những ghi chú. Đó. Doubt has the mark of the outsider in his hand for as long as I've known him. I've gone through every gang-infested slum asking after this, and no one would tell me a thing. Đi nào, đi nào. Xem còn gì bí ẩn trước cái game này nào. Riêng cái hậu bản kia, cái phụ bản của Dishonored này có đánh giá rất là cao nha các bạn. Ok. Rust Sweeper. What can you tell me today, my little cutter friend? Một cái xe các bạn ơi. Ai ơi, cái gì vậy? Ôi. Quá trưởng vậy. Xe điện à? Căng vậy. Vừa vào đã chết sắp mà lìn rồi. Phải lên cái xe đó thì không biết lên như nào. Sẽ có cái nút gì đó. What can you tell me today, my little gutter friend? Cái gì ấy?
and big, still fat. She fed us in the times, tossed us grains and crumbs, while voices came. Thôi miên, con chuột các bạn ạ. Năng lực kỳ dị á. À đây, lên xe chỗ này các bạn. Mình nhảy vu vào cái đường dây, nó giật điện chết. Go to Anbabas. Đây, đương nhiên là go to rồi. Khả năng đặc dị mới. Thôi miên với con chuột. Hay nhỉ. Mới đầu game chúng ta được một cái sự bất ngờ nhỏ nhỏ đúng không ạ? Northern Campo Seta District. Rồi. All right. The old alpaca bath shouldn't be far. Ra này các bạn. Đi đi lắc. Đây là dần đi đường nào. Cái gì vậy? What the hell, con gì vậy? Con chó các bạn. Đây đường đi à? Bắt đầu cơ chế chiến đấu rồi. Thôi miên với con chuột, hay nhỉ? Xem nào, chế độ Steel à, Play Tutorial Video. Ở phím C. Ngồi xuống. Có cả video hướng dẫn rất là trực quan này các bạn ơi. Nhưng mà nào mới chơi từ game này các bạn có thể làm quen rất là dễ dàng. C, sau đó ấn chuột. Ui trời ơi, cắn vậy. Rồi. Có chế độ nhòm ngó QE này. Sword, easy vậy. Dấu xác. Ui, đánh dấu nữa. Đèn sáng này. Đã chờ leo lên đây các bạn. Quick access well. À, lựa chọn vũ khí các bạn ạ. Thôi miên với con chuột. Cái gì đây? Access work. Press out your left hand press power. À, các bạn có thể Captain says to find out what the Eyeless gang's doing in. Someone's shooting at us. I'm coming. Ui. Tiếp. Nhân vật này có vẻ được tối ưu chiến đấu rất là ác các bạn ạ. Trong cái phiên bản này à có súng này. Ngon rồi. Đây là bản đồ. Ra nào đâu? Kyron Station, The Anbabas. Anbabas chắc là chỗ này. Tôi biết mấy con chuột cho nó đọc còn thần chú. Some of it's strange. None of it's good. Có địch lần nữa à? Còn 6 cái chi tiêu. Kinh, cái này hiệu không hiệu quả lắm các bạn. Chơi nào. Ui dồi ôi. Khiếp vậy. Ui. Cắn vậy. Monster. Nhân vật chúng ta mạnh lắm các bạn ạ. Play your way. Mọi thứ vẻ khá đơn giản dễ dàng. Vấn đề chúng ta mất nửa cây máu rồi. Ở đây có máu.
rồi, đi rồi. Mình nhớ là phần 1 phần 2 chúng ta tìm máu rất là dễ dàng. Gì vậy? Phi tiêu các bạn ạ. Không có gì để nhận nè. Game bên này keyboard này. Với cả cái màn hình nó zoom kinh quá. Mình chơi tí mà đã thấy hoa mắt rồi các bạn ạ. Mặc dù mình cũng thường hay chơi những tựa game FPS nhưng mà cái màn hình zoom kinh thật. Hello, hello. Quá ngon. Ây à, quên không phòng thủ ấy. Thôi xong. Tuần này có không về rồi. Không, mình mặc dù quả đó mình kịp ấn control, cần ấn cái nút control để phòng thủ rồi, nhưng mà có vẻ đối phương chém nhanh quá. Không kịp đỡ luôn. Lại nào, lại nào. Chúng ta sẽ qua được cái màn này. Mình có một cái phi tiêu. Phê không? Phê nhỉ? Nãy mình nhặt được cái súng nữa các bạn nhỉ? Đâu ta? Ủa nào? Ủa đông quá các bạn. Thôi xong rồi. Có vẻ như chúng ta là không thể nào một chống mafia được. Đây tìm cái khác thôi. Chứ cứ nhảy vào phát chết thế này thốn quá. Cho dù cố gắng chống đỡ thế nào thì hai đứa chém cùng lúc cũng không thể nào phòng thủ được. Làm thế nào nhỉ? Nó đông lắm. Mình chỉ có 3 phi tiêu tất cả thôi. Không thấy luôn, really? Chúng ta sử dụng ý nhỉ? Mình đã cố gắng giết thầm lặng cái đứa đầu tiên rồi, nhưng mà những đứa sau này nó vẫn phát hiện ra. Đây, có đường khác. Đôi, block rồi. Làm gì có đường nào? What the fuck? Rồi, sử dụng hướng dẫn nào. Nãy giờ chết là 4 lần rồi đấy. Ấn phím G. Ơ, sao Linh nào ấn G cái đâu đó. À đây. Object. Mission glue. Mission item.
Contract. Kêu được hướng dẫn chi tiết mà, hướng dẫn chi tiết ở đâu? Run, motherfucker, run! Một mình mày ra đây thì đời mày xong rồi em ạ. Yeah. Eo ơi, chặt tao làm đôi luôn ạ. Eo ơi. Hạ được ba đứa rồi. Come here, come here, come here baby, come here, come here baby. Mày thôi bới, mày thôi bới. Bây giờ sao? Hà, từng đứa một thì mình không hán ai hết các bạn ơi. Ôi, mày nữa, lên nào, lên nào. Oh shit. Oh shit. Whoa! I'm so glad you're back. Killer. Mày hả? Mày hả? Không đuổi. Ơ, đỡ rồi mà nhỉ? I'll fill my pillow with your hair for luck. I want you to bleed. Ui, ai nó đứng. Ôi nha mày. Vãi trưởng. Gần chết các bạn ơi. Rồi, xem còn bao nhiêu đứa nữa nào. Cứ dụ ra ngoài đánh là thắng các bạn ạ. Để chia nhỏ, chia nhỏ cái lượng người của nó ra. Không đông quá chém mình chết đấy. Còn một đứa trên kia thôi. Outsider's eyes. Dowd. They're making him fight. I have to get him out of there. Ôi mày. Cứu ông này. Sao được cứu ông này à? Xuống dưới đấy à? You black-eyed bastard. Ơ, có vẻ mình ngu rồi các bạn ơi. The outsider is left. Ok, fine. Tự nhiên nhảy xuống cái chém chết cái người mà mình cần nói chuyện. Có lẽ mình sẽ dừng lại đây thôi. Một game như nào các bạn hãy tự trải nghiệm nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và cài đặt tựa game Dishonored: Death of the Outsider. Đây là phụ bản mới nhất của tựa game đình đám cực kỳ nổi tiếng Dishonored, đúng không nào? Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like fanpage Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt các bạn.